cái này lên nè. Đây đây, sao hồi cái ở dưới nhỏ mà lên trên bị chản hả? Bên kia là lớp 10 trên 4. Đủ. Đúng. Đúng. Mọi người cái ai? Chào mọi người. Ký tên mình đăng ký nha. Đúng rồi. Cái gì đấy? Mình làm đó là cái gì? Bạn cầm chai nước uống không à? Mười một quá, chào mọi người nha. Một hả? Chú trang trí hả? Chứ không phải em hả? Chú nấu ăn hả? Hãy làm chú đi. Một năm công tác chuẩn bị của 11 năm công việc chia ra 11 năm. Chào mọi người nha. Mùa 7 hả? Mùa 7 chào mọi người nha. Mùa 7 chào mọi người. Chào không ai chào hả? Mượn lại của cổng đám cưới hả? Vừa không? Vừa hai phần ba. Mọi người chào 117 nè. 117 chào mọi người đi. Chàng đó hả? Hút ít thọ. Nè. Mình bốn đó, mình bốn đó làm giữa đó. Đây là 10/5. Wow. Đến năm có vẻ bộ khéo tay hơn nha. Lớp 10/3. Rất là công phu đúng không? Đúng không? Đúng không mọi người? Ở Tây Nguyên với miền ngoài làm gì kiếm có đó đã vừa hiểu đang đúng không? Tự ngã nó tự ngã. Hết nói chuyện nổi luôn. Đây là bạn học bạn lười, bạn lầy nhất lớp luôn á. Chào 10/1 nè. Ủa phải 12/2 hả? Còn gì đây nè hả? Còn cái này bạn nào hết? Anh người đi trong xa. Ông này làm gì? Ở đâu? Ở Hòa Bình hả? Ở Hòa Bình hả? Không còn nữa không? Qua cái năm 63 này sau này mình không còn là học sinh nữa, mình còn đi học nữa thì cảm xúc mình như thế nào? Chúc mình có một hồi thật vui, ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm.